cho nên mình phải lúc nào phải để ý. Tiền tiền đi ruột, nhưng mà tiền là bạc, không muốn đùa đâu. Đây nó vừa ở túi nhà kia, nó lại chuyển sang túi nhà này, nó trả bạc. Kể cơ, kể cơ bằng ngày ra một hơi chân ghê mới chết bỏ đâu. Tiền phải lùi qua lại thì nó chuyện gì vậy? Ô lùi rồi. Chính phủ sợ nó dính vào chân mất. Ở chân mía. Nàng khảo thân cho đỡ này mà này. Chẳng nấu lên cho mấy cắm tiền. Nấu thì nấu được đi. Nhưng mà lâu rồi hãy cắm mà hãy bị mà đâu là bác cả không dám kịp thối tăng.